Thì anh em thường hay gọi cái đèn xi quanh này là đèn chính hãng nè. Đèn xi quanh là đèn chính hãng ha. Còn đèn đây mình tạm gọi là đèn hàng phay đi ha. Đèn đây, cái này là hàng phay, cái này là hàng chính hãng. Bây giờ mình sẽ test thử ánh sáng của cái chiếc đèn chính hãng xi quanh trước ha. Ở đây bên đây thì nó có hai chiếc đèn, mình thử một chiếc thôi được rồi ha. Thì khách hàng có thể lựa chọn một hoặc hai, không nhất thiết là phải gắn một lần hai cái đâu. Anh em nào mà có nhu cầu gắn cái hàng phay này nè, mà muốn gắn một cái thì gắn ha, muốn gắn hai cái thì gắn. Thì ở đây clip này mình sẽ thử test thử một cái ha, test thử cái đèn chính hãng và cái đèn phay ha. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn chính hãng trước, đèn xi quanh nha các bạn. Bên đây là đèn xi quanh ha. Đây, ánh sáng của đèn xi quanh. Đây là mình, cái đèn này nó đang ở trạng thái là đèn COD nha các bạn. Thì COD của cái đèn G1 này thế hệ mới thì nó sẽ có thêm pha một chút xíu ánh sáng vàng lên nha các bạn. Đây, đây là ánh sáng pha nè, các bạn bật chế độ pha thì nó sẽ là ánh sáng vàng, các bạn đậm lên nè và ánh sáng nó sẽ cao hơn ánh sáng COD nha các bạn. Ở bên cầm tay trái, cầm tay nắm bên trái á, cái cầm tay trái cầm ghi đông á, thì nó sẽ có cái con một cái nút công tắc là COD pha đó các bạn. Thì cái đèn trắng này nè là nó ở trạng thái là đèn COD ha. Khi các bạn bật pha lên thì nó sẽ như vậy, nó sẽ ra ánh sáng vàng. Và khi lắp lên xe cũng vậy, ánh sáng COD lúc nào nó cũng sẽ gần với cái khoảng cách của xe mình nè ha. Còn khi các bạn bật pha thì ánh sáng nó sẽ xa hơn và nó cao hơn các bạn. Cái này nó cho mình tùy chỉnh luôn ha, các bạn có thể xoay đèn lại như vậy cũng được và đảo ngược cái ánh sáng, ví dụ như các bạn muốn ánh sáng COD này cao hơn thì mình xoay cái bóng lại. Cái này cái đèn tròn muốn xoay cái nào mình xoay ha. Đó rồi, bây giờ mình sẽ mở cái đèn VLED mini hàng phay cho các bạn ha, sẽ để mình so sánh cái độ sáng. Đây là mình test thực tế luôn nha, không có sử dụng phần mềm hay gì để mình làm giảm ánh sáng hay là nọ là tăng ánh sáng như vậy rõ ràng ha. Thì bên tay phải đây là hàng phay, ánh sáng nó hơi mờ hơn, nó hơi nhạt hơn. Mà ánh sáng của đèn xi quanh là bên tay trái nè, rất là sáng các bạn. Thì đó là cái câu trả lời cho những anh em nào mà hỏi là tại sao cái đèn này nó có giá thấp hơn cái đèn xi quanh. Đó là lý do là tại sao đèn nó có cái giá chênh lệch như vậy. Hai chiếc đèn phay này chỉ bằng giá của một chiếc đèn xi quanh hay như các bạn. Thì ở đây mình không có ý chê bai hàng phay hay là khen hàng xịn ha. Anh em có nhu cầu mình chơi hàng nào mình chơi. Tại vì nhu cầu của mỗi người là khác nhau. Có người thì người ta thích ánh sáng để có thể quan sát rõ đường khi lưu thông vào đêm. Còn có những bạn thì thích gắn để cho có hình thức hoặc là để sử dụng những cái chế độ như passing đá đèn rồi đó, hoặc là gắn để trang trí hai cái đèn VLED mini này. Thì hai cái đèn nó có kiểu dáng giống nhau nhưng mà nó sẽ có một cái sự khác biệt ở chỗ là đèn xi quanh thì họ có hẳn cái thương hiệu trên đèn luôn, còn cái đèn phay thì không có cái tên thương hiệu trên đèn ha các bạn. Một sự khác biệt nữa là các bạn có thể thấy nè, khi mà mình mở cái chế độ đèn pha lên thì cái đèn COD nó sẽ tắt ha. Em đẩy cái đèn xi quanh chính hãng xuống, để cái đèn chính hãng xuống tắt luôn, cho nó nằm xuống dưới, mình đừng có chiếu lên tường nè, để mình thử cái đèn VLED mini hàng phay ha. Đó, khi mà mình mở cái chế độ pha thì đèn COD nó sẽ tắt ha. Đây, mình tắt cái chế độ pha đi thì đèn COD sẽ sáng lên, chứ nó không có giống như cái đèn VLED rồi G1 chính hãng nha. Đó. Khi mình mở pha thì nó sẽ tắt COD, khi tắt pha thì nó sẽ mở COD lại. Rồi bây giờ test thử ánh sáng của cái đèn pha nha.
của hai cái luôn, của cái Z1 và cái hàng Tây luôn. Giờ mở lên em, mở cái đèn lên đó. Cái đèn Z1 ở trên đi. Đây, cái đèn VLED Tây này các bạn, ánh sáng cũng mờ hơn ha. Đấy. Đây, mình sẽ để ánh sáng của cái đèn VLED loại 2 nè, hàng Tây nè, lên trên cái đèn Z1 là không thấy luôn ha. Rồi, kéo xuống nè, ở dưới đây là đèn VLED hàng Tây nè, còn ở trên là hàng chính hãng của Z1 như vậy. Đó, một sự khác biệt ha. Rồi thì anh em nào mà có nhu cầu gắn hàng xịn hoặc là hàng Tây thì cứ tới shop mình nhu cầu lắp đặt ha các bạn. Đây là clip để so sánh ánh sáng thôi, không có ý chơi bay hoặc là hang gì hết các bạn. Thì nhu cầu của anh em như thế nào thì tùy vào anh em thôi, mình thích cái nào mình chơi cái đó nha. Đây là clip để so sánh chất lượng ánh sáng cũng như trả lời thắc mắc câu hỏi của anh em là tại sao hai cái đèn Tây đó là sự khác biệt ha bạn. Ánh sáng rất là đẹp, ánh sáng của cái đèn Z1 này rất là đẹp. Nếu mà trên xe các bạn gắn hai cái đèn này thì đi là quá tuyệt vời luôn. Thứ nhất á, là cái kích thước của nó rất là nhỏ so với trước đây. Nếu mà cái đèn Z1 này chưa ra mắt á, thì đèn L4 và L4X hoặc là tun làm mưa làm gió rất là nhiều ha. Thì bây giờ ở cái thế hệ mới này, năm 2020 này, anh em đã chuyển qua đèn VLED này, đặc biệt là quan tâm đến cái thương hiệu Z1 ha. Thì nó cho ra ánh sáng rất là đẹp và đường cắt rất là đẹp luôn, ngay cả ở chế độ pha và chế độ cốt luôn cũng vậy. Đó, rất là đẹp. Rồi thì mình sẽ tạm dừng video clip tại đây ha. Anh em có thể xem từ đầu cho đến cuối video clip này thì mình có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm theo nhu cầu của mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.